Dạ vâng, em chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Sera Phong Tuyền, có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nha, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại là 0936 525 998. Số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Đấy. Thì hôm nay em review chia sẻ đến các bác một chiếc xe carbon. Chiếc xe này mang thương hiệu Bensola, một thương hiệu đến từ nước Mỹ các bác nhé. Đấy. Thương hiệu này thì nó quá nổi tiếng rồi, em không cần phải nói quá nhiều về cái thương hiệu này nữa các bác nhé. Thương hiệu Bensola. Chiếc xe này có model là Bensola Vanguard. Đấy. Một model cao cấp của hãng Bensola. Dòng này là dòng chạy nước rút các bác nhé. Chiếc xe này có size của hãng là size 52. Đấy. Đo thực tế thì cái giống ngang của nó này các bác nhé. Đo tâm sang bên đây là 52. Đó. Và đo từ tâm trục giữa này lên đến mặt trên của cái khóa cốt yên này. Đấy, thì nó khoảng gần 49 các bác nhé. Còn đo lên đến đây là nó vào 45,5 này. Đấy, đo từ tâm này. Tâm này lên đây 45,5. Đấy, thì cái size này sẽ phù hợp với các bác cao từ 1m68 đến 1m74-75. Đi cái xe và cái size này là rất là đẹp các bác nhé. Đó. Về cấu hình xe thì chiếc xe này được hãng trang bị một bộ group của Shimano 105 5800. Đấy. Chạy với 2 đĩa và 11 lít các bác nhé. 105 5800. Chạy với 2 đĩa và 11 lít. Đó. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được em trang bị một cặp bánh carbon. Một cặp bánh carbon. Đấy, của Hà Lan, hàng chính hãng các bác nhé. Cặp bánh carbon của Hà Lan đây. Cặp bánh FF của Hà Lan các bác nhé. Đó. Thì sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết cái chiếc xe này để cho các bác tham khảo. Và em cũng sẽ báo luôn cho cái khoảng giá để cho các bác tham khảo xem là chiếc xe này nó có hợp lý với trong cái khoảng giá đấy không các bác nhé. Đó, đây là cái yên của nó này. Yên zin nguyên bản theo xe. Còn đẹp như mới luôn. Đấy. Đây. À đây. Chiếc xe này nó về từ Nhật các bác nhé. Chiếc xe này nó về từ Nhật. Đó. Về từ Nhật. Đây là cái giấy tờ mua bán của nó này các bác này. Đấy. Đây. Vanguard. Đấy, Shimano 105 5800 2 đĩa 11 lít các bác nhé. Đây. Ngày mua là ngày 30 tháng 1 này. Đây, đây con dấu này. Và bác nào mà mua chiếc xe này thì em sẽ tặng cho các bác một đôi bê đan cá của Shimano đẹp như mới luôn. Đấy, cái đôi bê đan này trị giá là 1 triệu các bác nhé. Và một cái túi treo cọc yên này. Một cái gọng nước Elite hàng chính hãng các bác nhé. Đấy, em gắn luôn cái màu đỏ cho nó nổi bật luôn các bác này. Đó. Thì sau đây em sẽ đi vào cái phần khung trước các bác nhé. Spenline này. Đó, các bác thấy cái chữ của nó không? Spenline. Đó. Vanguard các bác nhé. Đó. Đây. Cái chỗ nó loang loáng này là em rửa nó còn chưa khô hẳn các bác nhé, chứ nó không có vấn đề gì đâu. Đó. Đây. Đây đây, chỗ này rửa này. Đó. Xe này còn đẹp lắm các bạn, toàn bộ dây điêm sườn này. Đó, đây. Cực kỳ đẹp luôn. Size 52 này. Sản xuất tại Đài Loan này. Đó, đây có cả tem này. Đó. Cọc yên này carbon các bác nhé. Cọc yên carbon luôn. Chiếc xe này thì được hãng trang bị khung carbon Phắc 10R. Đấy. Một loại carbon cao cấp của hãng rồi các bác nhé. Phắc 10R là carbon cao cấp rồi. Đấy. Bây giờ mới đang cái loại cao cấp nhất là 12R. Đấy. 10R là nó nằm trong top 3 carbon cao cấp nhất của hãng Spenline rồi. Đó. Con xe này còn cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nước sơn các bác này. Đẹp miên man các bạn. Xe này được chạy cả group điện các bác nhé. Đây là cái lỗ chờ của để chạy group điện này. Đó. Cực đẹp luôn, yên. Yên Spenline. Đấy. Đẹp như mới luôn các bác. Rồi. Dàn đầu là của Spenline luôn. Dàn đầu Spenline. Đó. Và đây cái bộ group này, đây là cái tay lắc của nó các bác nhé. Tay lắc này. 105 5800. Đẹp long lanh luôn các bác. À,
cực mới luôn. Đây, bên này. Đó. Quá đẹp các bạn. Hàng tháng 105 này. Đó. Đây là cặp bánh. Cặp bánh các bạn. Cặp bánh này cũng còn rất chi là mới các bạn nhé. Đấy. Bánh này thì mới được em thay cho một đôi lốp mới. Đôi lốp mới 100% luôn các bác nhé. Đó, về là các bác cứ yên tâm sử dụng thôi. Một đôi lốp Banaraser của Nhật luôn. Banaraser các bác nhé. Đó, đây. Vỏ dán. Đấy, cái này vỏ dán. Cái bánh này sử dụng đùm DT Swiss 240, một loại đùm rất là nổi tiếng của hãng DT Swiss Thụy Sĩ các bác nhé. Đó. Cái bánh của Hà Lan này. Đấy, ép 6 giờ. Rồi. Tiếp đến là em đi vào cái phần cái sang đĩa. Sang đĩa đây, 105-5008 này. Đó. Và cái hãng Bensolai này thì người ta cái giò dĩa các bạn là 95% là những cái con xe mà của hãng người ta sản xuất ấy, là người ta sử dụng cái bộ giò dĩa Brasiwood đấy của hãng luôn các bác nhé. Của hãng luôn. Đấy. Đĩa này thì là đĩa 5236 đấy, sử dụng nhôm 7075T6. Đấy, cái bộ giò dĩa này thì nó còn nhẹ hơn cả cái bộ 105-5008 các bác nhé. Và tất nhiên là thì nó cũng độ bền của nó cũng sẽ cao hơn. Đấy, giò là giò 170 này. Đó, có mã cốt luôn các bác này. Các bác nhìn cái răng của nó này. Úi xồi. Nó đen nháy luôn. Con xe này đi cực ít. Răng của đang là vuông đét này đẹp. Xích. Củ đề. Đấy, củ đề đẹp như mới các bác nhé. Líp này. Sáng choang choang luôn. Líp này là líp 1125 luôn các bác nhé. Đó. Con xe này thì con xe này là dòng dòng chạy nước rút các bác nhé. Chạy nước rút. Đấy. Dòng này là dòng chạy nước rút. Đó. Đây, các bác nhìn cái bánh của nó này. Đấy. Cứ sát sát vào sườn này là cái dòng chạy nước rút này. Chạy nó rất là nhẹ. Và các bác bắt lên tốc độ cao là nó rất là nhanh các bác nhé. Bác nào thích chạy tốc độ cao thì bế cái con này cho em. Chạy sướng lắm các bạn. 105 này. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Bánh đặc đạn phối nổ các bác nhé. Bánh cực ngon luôn. Đó, DT Swiss 240 này. Đó. Đó, các bác thấy con xe này em giao phối cái quả khung với lại cái quả bánh này có nó có ác ôn rồi. Nó đẹp, nó hợp như cậu với mợ vậy các bạn. Phải nói là nó vớ được cái con xe này, nó vớ được cái cặp bánh này thôi. Nó đẹp. Đó, như kiểu là nó có duyên với nhau các bạn. Quá đẹp luôn. Đây cái này là nước này, nước. Đấy, nước mới rửa, em mới rửa. Mới vệ sinh. Tì bật zin luôn, cũng có gọi là xước xước tí tì các bác nhé. Đó, cái này là tí vết dầu thôi. Đấy. Cái chỗ này thì nó có một chút cái chỗ này là nó kiểu nó bị cái vết dạng của sơn các bác nhé. Chân chim bằng sợi tóc thôi. Nói chung là không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Không ảnh hưởng gì đâu. Cái này là nước thôi. Toàn bộ dây âm này. Sập em này. Đó, đẹp không? Đó. Rồi. Rồi, quá đẹp. Con xe này không còn gì để nói đấy các bạn. Đây. Đùm. Cặp bánh các bạn này. Má của nó đẹp. Miên man luôn các bạn. Đó. Cặp bánh. Đấy. Đúng rồi, nó đi với nhau là đúng như cậu với mợ các bạn. Đẹp. Mê ly. Con xe này thì giá trên 40 triệu các bác nhé. Trên 40 triệu một chút thôi. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý các bác. Đấy. Nguyên cái sườn này bây giờ giá thị trường nó bán là tầm 25 triệu các bác nhé. 25 triệu rồi. Đó. Cặp bánh này thì nó vào khoảng
ngót ngót 20 triệu đó. Các bác mua cả con xe này các bác cũng lời được bộ group này dàn đầu và cái yên đó, lời được mấy mấy củ các bác đấy, mua cả con xe này đó. Hơn 40 triệu thôi các bác đã sở hữu được một chiếc xe Benline Venger chạy với cặp bánh carbon của Hà Lan đó. Còn bác nào mà muốn giảm chi phí thì các bác đổi sang cái bánh nhôm này, đổi sang bánh nhôm này đó, bánh nhôm full zoom cũng đẹp như mới luôn đó, thì giá nó sẽ rất là rẻ, giá thì nó chỉ nhỉnh nhỉnh hơn 30 tí thôi đấy, còn lấy như này thì nó hơn 40 đấy. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với em, số điện thoại là 0936 525 998, số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Rồi em vừa mới quay xong chi tiết chiếc xe Benline Venger đó. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì cứ alo cho em đó. Số điện thoại 0936 525 998. Rồi em kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.